Song Hành Y Tế, dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân bởi Medix. Dạ anh Huân ạ, em Thoa nè. Dạo này công việc của anh tốt chứ ạ? Thoa hả? Anh khỏe, công việc vẫn ổn. Còn em sao rồi? Dạ em cảm ơn anh, em khỏe ạ. Anh Huân ơi, hợp đồng của anh tham gia với AIA cũng đã được một thời gian rồi. Em rất là vui khi mà tiếp tục được hỗ trợ phục vụ anh ạ. Dạ hôm nay em gọi điện cho anh để báo cho anh một tin vui là hợp đồng của mình đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ Song Hành Y Tế, dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân toàn cầu bởi Medix. Đây là một dịch vụ độc quyền đặc biệt tại Việt Nam mà chỉ có khách hàng của AIA mới được sở hữu anh ạ. Nếu ở nước ngoài, khách hàng muốn sử dụng dịch vụ này phải chi trả từ 15 cho tới 25.000 đô đó anh. Ồ vậy à, dịch vụ gì vậy em? Cụ thể ra sao? Hoa nói rõ hơn được không? Dạ được anh ạ. AIA với chiến lược phát triển hiện tại không chỉ dừng lại ở việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng mà còn hướng đến việc đồng hành cùng khách hàng trong quá trình khách hàng điều trị những cái bệnh liên quan về ung thư hoặc là bệnh hiểm nghèo. Đồng hành cùng người bệnh và tham vấn về y khoa là như thế nào? Dạ, anh cũng thấy đó, với những ai mắc bệnh thì không chỉ người bệnh và gia đình rất là lo lắng. Thứ nhất là họ lo lắng về các cái chẩn đoán không biết là nó chính xác hay không. Thứ hai là họ lo lắng về các cái liệu pháp điều trị không biết là như vậy có hiệu quả hay không. Ngoài ra họ rất là hoang mang trong việc đưa ra các cái quyết định bởi sai một ly là đi một dặm. Đặc biệt là những cái quyết định mà liên quan về bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến sinh mạng con người. Với các quyền lợi của dịch vụ Song Hành Y Tế, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm trong tất cả các cái giai đoạn điều trị bệnh. Bình thường, một bệnh nhân khi đến bệnh viện thì cũng giống như hàng ngàn bệnh nhân khác. Tuy nhiên, đối với dịch vụ Song Hành Y Tế, khách hàng là một cá nhân đặc biệt được chăm sóc bởi một đội ngũ chuyên gia bao gồm một bác sĩ chuyên môn, một y tá và một điều phối viên. Đội ngũ này sẽ phục vụ khách hàng 24/7, họ sẽ thay mặt khách hàng tham vấn chuyên khoa với hơn 4.000 chuyên gia hàng đầu trên thế giới để đưa ra các phân tích và tham vấn chuyên môn cũng như các phương pháp điều trị phù hợp. Dịch vụ này hay quá em. Vậy là khách hàng sẽ được các bác sĩ chuyên trách tư vấn và hỗ trợ cho mình từ xa và là những bác sĩ giỏi ở các nước y học tiên tiến phải không em? Dạ đúng rồi anh, dịch vụ Song Hành Y Tế đã mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng của AIA và được ghi nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện tại AIA Việt Nam đã phát hành thẻ thành viên dịch vụ Song Hành Y Tế dành riêng cho mỗi khách hàng. Không biết em có thể hẹn anh chiều thứ Bảy vào lúc 4 giờ để em đến tặng thẻ cho anh và hướng dẫn anh cách sử dụng khi cần không ạ? Ok, chiều thứ Bảy 4 giờ hẹn em ở nhà anh nha. Dạ, em cảm ơn anh Huân nhiều ạ. Em hẹn gặp anh vào chiều thứ Bảy này lúc 4 giờ, em sẽ trao đổi chi tiết hơn với anh nhé. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ ạ.